Nhật Bình bất động sản Tiền Giang xin mến chào quý anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái nền đất là duy nhất ở cái đường này nha quý anh chị. Đường này là đường là 3 m đan nha quý anh chị. Ở ấp Thuận Hòa, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thì vị trí của lô đất của mình là từ cái trụ ranh này ha. Quay tới ngay châu này trước trước đây là 5 m ha. Thẳng vô đó là 30 m nha quý anh chị. Tổng diện tích cho khu đất của mình là 150m2, có 100 đất thổ cư và hướng mặt tiền của mình là hướng tây nha quý anh chị. Đây là hướng tây, phía trước là có đường dây điện luôn. Thì đây ra ngoài là khoảng 2 phút xe máy là mình tới trung tâm của thị xã Gò Công nha quý anh chị. Ở đó có bệnh viện thị xã Gò Công nè, trường học, rồi chợ rất là nhiều tiện ích xung quanh, điện máy xanh. Quý anh chị mình có đi một mạch đi ra hướng này là mình tới nha. Đó, đây là khu dân cư hiện hữu rồi đó quý anh chị. Phía trước của mình là có 5 7 căn nhà nữa nè. Đó, xung quanh đây là đất nền sạch sẽ, không màu mã dân cư đông đúc. Thì đang bán với giá là 395 triệu. Cái nền này duy nhất một nền thôi nha quý anh chị, chỉ còn duy nhất một nền thôi. 395 triệu. Đây là giá bán là F0 cho quý anh chị mình đầu tư luôn. Thì cái giá này quý anh chị mình mua vào thì khoảng 1 tới 2 năm nữa thì thành thị xã Bà Công sẽ lên thành phố Bà Công thì lúc đó quý anh chị mình biết là giá của nó sẽ tăng rất là cao và cái xã Long Thuận này đặc biệt sẽ lên phường, phường Long Thuận nha quý anh chị. Và hiện nay là bản vẽ đã có rồi. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình về đây rất là gần nha quý anh chị, khoảng 1 giờ 15 phút và mình tới thôi. Đây phía sau nè. Tường xung quanh này để cho nó sạch sẽ đất dễ mình dễ rào đất lại thôi chứ không có gì nha quý anh chị. khu này thì có dân cư hiện hữu rồi đó quý anh chị đó quý anh chị thấy ha đây ra ngoài đường nhựa chỉ có khoảng một cây rưỡi số là mình tới đường nhựa em xin nhắc lại địa chỉ của thửa đất mình là ấp thuận hòa xã long thuận thị xã gò công tỉnh tiền giang và tại vị trí này thì khoảng đâu đó năm 2025 thì ở ấp này sẽ lên phường nha quý anh chị thì cái giá trị đất của mình sẽ tăng lên Theo cái đơn vị hành chính của mình ha Đơn vị hành chính của mình nâng cấp lên thành phố Gò Công Đó, Quý anh chị một lần nữa xem cái lô đất của mình ha Giá bán là 395 triệu Bao sang tên Rồi em xin kết thúc video Hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh ạ